Tối ngày 31 tháng 5, Tránh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh đã có buổi làm việc với đại diện được ủy quyền của bà Nguyễn Phương Hằng, CEO công ty Đại Nam, chồng là Huỳnh Uy Dũng, thường được gọi là Dũng Lò Vôi. Bà Hằng cư trú tại Bình Dương, không có mặt trong buổi làm việc do Thành phố Hồ Chí Minh đang áp dụng lệnh giãn cách xã hội. Trong buổi làm việc, phía Sở Thông tin và Truyền thông cho biết, trong các buổi live stream gần đây, bà Hằng đã có những thông tin không cẩn trọng, không chuẩn mực, gây ảnh hưởng trật tự xã hội, ảnh hưởng đến người khác. Sau buổi làm việc, đại diện bà Hằng cam kết sẽ rút kinh nghiệm, không phát ngôn thiếu cẩn trọng gây ảnh hưởng đến người khác. Ông Từ Lương, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định, cá nhân livestream không xúc phạm uy tín người khác, không gây ảnh hưởng xã hội thì cơ quan chức năng không can thiệp. Trước đó ngày 16 tháng 4, bà Nguyễn Phương Hằng đã bị Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh phạt hành chính 7,5 triệu đồng vì đã cung cấp thông tin sai sự thật, xúc phạm uy tín của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận và danh dự của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận trong vụ việc có liên quan đến ông Võ Hoàng Yên. Mới đây, Bộ Thông tin và Truyền thông đã có văn bản gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường công tác quản lý, xử lý thông tin vi phạm trên mạng xã hội. Lý do cơ quan này nhận thấy thời gian gần đây xuất hiện một số đối tượng lợi dụng các tính năng của mạng xã hội như livestream, chia sẻ hình ảnh, video clip, lập group chat để đăng tải những nội dung vi phạm pháp luật. Phần nhiều trong số đó là các nội dung xúc phạm danh dự nhân phẩm của các tổ chức cá nhân, sử dụng ngôn ngữ phản cảm vi phạm thuần phong mỹ tục, tung tin giả, tin sai sự thật, quảng cáo, kinh doanh dịch vụ trái phép. Những hành động này đã gây ra sự bức xúc trong dư luận và ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội. Để kịp thời nắm bắt, có biện pháp chấn chỉnh hiện tượng này, tránh gây tác động xấu tới dư luận xã hội, đặc biệt là giới trẻ, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo sở thông tin và truyền thông, công an tỉnh, thành phố tăng cường công tác quản lý, xử lý theo thẩm quyền được giao.